Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Hành tinh thể thao. Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng sẽ có màn ra mắt chính thức bằng trận đấu với Đài Loan Trung Quốc vào chiều tối mai tại Mỹ Đình. Dù không có nhiều cơ hội giành vé, nhưng chắc chắn những người hâm mộ Việt Nam vẫn mong đợi một trận ra mắt ấn tượng của huấn luyện viên mới. Những tín hiệu rất tích cực về chuyên môn đang xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam, ngay cả khi thời gian cầm quân của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng mới chỉ có hơn một tuần. Các chân sút của nhà cầm quân xứ Nghệ đang cho thấy khả năng bắt nhịp rất nhanh với những thay đổi về lối chơi mà huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đang xây dựng. Điều khiến người hâm mộ có thể nhìn đội tuyển với ánh mắt lạc quan chính là khả năng phối hợp khá nhuần nhuyễn trên cơ sở là sự phù hợp với cá nhân mỗi cầu thủ được triệu tập. Cầu thủ người ta đã lĩnh hội được và người ta đã tiếp thu được cái ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện đề ra, thì cái trận đầu nó chưa tốt lắm, nhưng trận thứ hai thì có thêm sự xuất hiện của tiền đạo đúng nghĩa Công Vinh, rồi những cái thay đổi một tí ở trong đội hình thì có cái kết quả nó tốt hơn. Nhưng quan trọng cái kết quả nó không quan trọng bằng cái lối chơi của toàn đội, nó rất gắn kết. Tôi nghĩ điều đó là quan trọng nhất. Đội tuyển mới tập trung được hơn một tuần và lại anh Thắng lại mới cầm đội tuyển, và chúng ta đang kết hợp giữa những cựu binh và những cầu thủ trẻ có thể là những lần đầu khoác áo đội tuyển. Và như anh Thắng nói là kết quả chúng ta có thể chưa bàn đến, nhưng chúng ta cần phải xây dựng một lối chơi lâu dài để đội tuyển có thể phát triển hơn ở trong tương lai. Đội tuyển Việt Nam đang tràn đầy tự tin và không hề cho thấy bị sức ép trước Đài Loan Trung Quốc. Tuy nhiên, không vì lý do này mà thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra có phần chủ quan. Đội bóng này đã từng gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam nói riêng cũng như các đối thủ trong cuộc đua ở bảng F. Thời gian gần đây, Đài Loan Trung Quốc cho thấy sự tiến bộ rất đáng khen ngợi về chuyên môn và sự tận trọng với họ là không thừa. Cái trận lượt đi chúng ta xem qua truyền hình đấy thì họ mang một lối chơi cũng rất hiện đại, thể lực dồi dào, bóng bổng và một lối chơi mang dáng dấp hiện đại của châu Âu nhiều hơn. Đấy, thì họ chuẩn bị một trận đấu này rất kỹ càng với những cái chuyến tập huấn ở Thái Lan, và nói thật sự để đá với Đài Loan ngày hôm nay là một đội chúng ta chưa bao giờ mà nghĩ là mình có thể dễ dàng áp đặt lối chơi của họ cả. Với đội khách, Đài Loan Trung Quốc dù chưa có được điểm nào sau 5 trận đầu tiên và gần như trận đấu với đội tuyển Việt Nam chỉ còn mang tính thủ tục. Do vậy, họ vẫn có những tuyên bố đầy tự tin. Những thông tin về đội tuyển Việt Nam mà đội bóng này có được cho thấy Đài Loan vẫn sẵn sàng gây nhiều khó khăn cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Đội tuyển Việt Nam vừa có sự thay đổi huấn luyện viên trưởng và điều này đem đến những áp lực nhất định cho đội bóng của các bạn. Còn với chúng tôi, các cầu thủ đang có tinh thần khá thoải mái. Đội bóng của tôi đã sẵn sàng cho trận đấu này với mục tiêu có điểm. Chúng tôi tới đây với rất nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình và đây là cơ hội để cọ sát nâng cao trình độ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực để kiếm ít nhất một điểm. Trong đội hình của đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ chơi tốt và tôi ấn tượng với Công Vinh. Một chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam trong ngày ra mắt của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng điều người hâm mộ chờ đợi hơn cả là đội bóng áo đỏ cần thể hiện một lối chơi thuyết phục hơn để sẵn sàng cho trận đấu đầy khó khăn với Iraq trong ít ngày sắp tới. Ngày 23 tháng 3, lãnh đạo công ty VPF đã tổ chức buổi họp cùng các thành viên để cùng rút kinh nghiệm sau 4 vòng đấu đầu tiên của V-League 2016. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng công bố những nhà tài trợ đồng hành cùng giải đấu trong mùa giải năm nay. Đáng chú ý nhất trong buổi lễ là năm thứ 3 liên tiếp, VPF có được nhà tài trợ cho cúp quốc gia và giải hạng nhất quốc gia là Ngân hàng Kiên Long. Đối tác này tỏ ra có thiện chí trong việc góp phần phát triển cho bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, mùa giải 2016, VPF sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác như công ty bóng động lực, công ty điện LS. Sau lễ công bố nhà tài trợ, VPF cũng tổ chức chương trình gặp gỡ báo chí định kỳ lần 1 năm 2016. Sau 4 vòng đấu đầu tiên, dù mới khởi tranh nhưng giải đấu đã nóng chuyện trọng tài, cách phản ứng thái quá của cầu thủ và lãnh đạo câu lạc bộ. Biết trong quy định kỷ luật cái điều 60 nó ghi rất rõ là người nào phản ứng trọng tài ban tổ chức với bất kỳ lý do gì khi người ta đang làm nhiệm vụ đều bị xử lý kỷ luật. Còn vấn đề trong vấn đề họp báo, chúng ta họp báo thì chắc chắn trong vấn đề họp báo huấn luyện trưởng sẽ trả lời báo chí. Thì có vấn đề về chuyên môn ấy, thì anh có thể trả lời được, còn vấn đề trọng tài thì chắc chắn anh không được phép. Vì này, chúng ta nhìn thấy là trước tôi đã nói rồi, trong vấn đề phản ứng với trọng tài ấy, mà trong kể cả trong họp báo ấy, khi mà anh đưa những vấn đề nó không chính xác ấy,
mà báo chí đưa ra ngoài xã hội nó làm hướng dư luận chúng ta nhìn sai vấn đề. Một vấn đề quan trọng được giới truyền thông quan tâm là chuyện thay tên, đổi nơi ở của câu lạc bộ Hà Nội. Đại diện ban tổ chức cho biết, dù không mong muốn nhưng câu lạc bộ Hà Nội sẽ chính thức vào thành phố Hồ Chí Minh trong tuần tới để đóng quân. Cái chủ yếu là đổi sân thi đấu thôi. Phần trong trường hợp mà nếu như cái việc đó nó diễn ra thì chúng tôi cũng đã có phương án đổi sân thi đấu, và sân Thống Nhất thì cũng là một trong những sân chất lượng, nên là cái việc mà về các cái lo ngại về cơ sở vật chất, về các cái thì chúng tôi cũng tạm thời yên tâm. Mùa giải mới chỉ ở giai đoạn khởi động, nhưng với những vấn đề đang diễn ra, bóng đá Việt Nam đã chứng kiến nhiều cơn sóng dữ và hứa hẹn chưa có hồi kết. Chuyển sang những diễn biến giải quần vợt U14 nhóm 1 ITF 2016, tay vợt trẻ đang chơi rất lên tay trong thời gian gần đây, Li An Trần, niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà đã tiếp tục gây bất ngờ khi lọt vào bán kết. Với vị trí trong top 15 tay vợt hàng đầu, giải đấu U14 nhóm 1 ITF vừa kết thúc cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, Li An Trần được xếp vào nhánh đấu khá dễ thở. Hai trận đầu tiên, Li An Trần đã chơi thuyết phục và giành các chiến thắng dễ dàng. Kết quả này đưa cô lần đầu có mặt ở tứ kết. Thử thách với cô gái chủ nhà rất khó khăn khi Li An Trần phải đối diện với hạt giống số 1 của giải, Daria. Tuy được đánh giá thấp hơn, nhưng trong một buổi sáng đầy quyết tâm, cô gái 13 tuổi đã tiếp tục làm nên bất ngờ trước đương kim vô địch của giải. Sau 2 giờ tranh tài, Li An Trần giành phần thắng nghe thở với các tỷ số 6-4 và 7-5. Vào bán kết, đối thủ của Li An Trần sẽ là tay vợt Hong Yi Wong, người đã loại cô ở vòng 2 giải đấu lần đầu tiên diễn ra trên sân nhà cách đây chưa đến một tuần. Trận bán kết sẽ diễn ra vào trưa 24 tháng 3. Vòng 2 giải quần vợt Japan F3 Futures, tay vợt Lý Hoàng Nam đã thua ngược Lee Duck Hee và đã phải nói lời chia tay giải đấu. Trong set 1, Lý Hoàng Nam đã bất ngờ giành chiến thắng cách biệt 6-1 trước Lee Duck Hee. Tuy nhiên ở set 2 và set 3, tay vợt người Hàn Quốc thi đấu khá ấn tượng và anh đã giành chiến thắng 6-1 và 6-2 trước Hoàng Nam và qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1. Sau giải đấu này, Hoàng Nam sẽ tham dự giải Japan F4 Futures. Tại giải cầu lông New Zealand Grand Prix Go 2016, hai tay vợt của Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang đã thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng cách biệt trước các đối thủ của mình. Sau khi có khởi đầu đầy thuận lợi ở vòng 1 với chiến thắng dễ dàng 21-8, 21-5 trước Chi Phong Lim, Tiến Minh bước vào vòng 2 với Vicentong. Trong set 1, cây vợt số 1 Việt Nam chơi áp đảo hoàn toàn đối thủ và giành chiến thắng cách biệt 21-1. Càng chơi Tiến Minh càng thăng hoa và anh nhanh chóng kết thúc set 2 với tỷ số 21-4. Thắng chung cuộc 2-0 sau 16 phút thi đấu, Tiến Minh xuất sắc vào vòng 3 và đối thủ của anh là Fikri Isandi, người Indonesia. Ở nội dung đơn nữ, tay vợt Vũ Thị Trang chỉ mất 19 phút thi đấu để giành chiến thắng cách biệt 21-10, 21-3 trước tay vợt Vicky Copeland. Đối thủ của Trang ở vòng 2 là hạt giống số 3 của giải Bae Jeon-yu, người Hàn Quốc.